Chào bác sĩ, em bị ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật và xạ trị cách đây 3 năm. Em vừa tái khám định kỳ thì phát hiện có hạch mất cấu trúc. Bác sĩ cho em hỏi như vậy có phải ung thư tái phát hay không? Em có phải mổ lại không ạ? Thế thì ung thư, một trong những cái đặc điểm của ung thư, kể cả như ung thư tuyến giáp là cái bệnh nhẹ nhất trong các bệnh lý về ung thư, thì nó đều có một cái tính chất là tái phát và di căn. Thế nên là khi mà các bạn mà có biểu hiện mà có hạch, tức là điều trị 3 năm rồi, cho bệnh nó cũng ổn định rồi đấy, nhưng mà nó lại xuất hiện thêm một cái những cái hạch mà mất cấu trúc, thì hạch mà mất cấu trúc là hạch ung thư và đấy là hạch di căn. Đó, thì như vậy là bệnh của bạn đang có biểu hiện tái phát. Còn thì cái việc mà câu hỏi thêm của bạn nữa là có phải mổ lại không, thì cái này bạn phải đi khám, bác sĩ chỉ định mổ lại thì bạn sẽ phải mổ lại. Đương nhiên là để mổ lại thì bác sĩ phải đánh giá rất là kỹ, ví dụ như kích thước hạch đấy nó là bao nhiêu cm, bao nhiêu mm, và nó có một cái hạch đấy hay không, còn vị trí đấy còn trong cơ thể còn cái vị trí nào mà còn cái hạch hay không, hoặc là còn biểu hiện tái phát của ung thư tuyến giáp hay không, thì lúc đấy thì bác sĩ mới ra quyết định là có điều trị phẫu thuật hay không. Thì thông thường mà để phát hiện ra những cái trường hợp mà tái phát ấy, thì một là bác sĩ sẽ phải cho các bạn kiểm tra lại cái hormone tuyến giáp, các cái chỉ số ung thư tuyến giáp TG hoặc anti TG, những hai chỉ số đó mà tăng cao thì trong cơ thể mình nó cũng đã biểu hiện sự tái phát ung thư tuyến giáp. Và thứ hai là về chụp, bây giờ nó có một cái phương tiện nó là chụp PET-CT ấy, tức là vừa có cái máy đó, vừa là máy CT các lớp và vừa là một cái máy PET. Thế thì người ta sẽ cho các bạn chụp cái máy đấy, thì nếu nó xuất hiện hạch ở đâu thì mình sẽ biết, và sau khi đánh giá rất là kỹ thì bác sĩ sẽ đưa ra phương án điều trị cho bạn. Nếu mà cái hạch ấy nó nhỏ và nó chậm phát triển và những cái chỉ số kia của bạn nó cao, thì có thể bác sĩ sẽ cho bạn uống iốt phóng xạ thêm. Hoặc là nếu mà cái hạch đấy nó phát triển nhanh, như thế nào là nhanh, tức là nó mà cái tăng kích thước quá 10% trong một năm rưỡi đi, nó kích thước nó tăng lên quá quá 10%, thì những cái hạch đấy thường sẽ phải phẫu thuật lại. Đấy, thông thường sẽ phải phẫu thuật lại. Còn nếu mà cái hạch đấy nó cứ ổn định và nó kích thước nó không tăng sau quá những cái thời gian mà mình đi khám lại, thì cũng không nhất thiết mà mình phải phẫu thuật. Và cái đặc biệt, đây là cái bác sĩ siêu âm này, bạn ấy đánh giá nó mất cấu trúc, nhưng mà mình cũng phải đi khám những chỗ khác để đánh giá xem là cái hạch đấy có thực sự là hạch hạch mất cấu trúc hay không, đúng không? Bởi vì cái chuyện mà chẩn đoán nhầm nó là chuyện hết sức là bình thường, mình cũng phải khám thật kỹ thì mình mới đưa ra quyết định được. Ok.